Radio Tin Mừng xin kính chào quý khán giả trong tình yêu thương của Đức Kitô và Mẹ Hằng Cứu Giúp. Thưa quý vị, hôm nay Chủ nhật 5 tháng 8 2018, chương trình gồm những nội dung sau đây: tin Công giáo, suy niệm lời Chúa, quà tặng cuộc sống, lắng đọng trong ngày. Muôn đời vẫn tin thiên thần con. Ave, Ave, Ave Maria. Muôn đời vẫn tin thiên thần con. Mời quý vị và các bạn cùng Mai Thiên điểm qua bản tin Công giáo. Các giám mục Ấn Độ của tiểu bang Jharkhand phản ứng khi các tổ chức phi chính phủ Kitô giáo bị quấy rầy. Bán đấu giá chiếc xe cuối cùng trước khi làm giáo hoàng của Đức Gioan Phaolô đệ nhị. 5 lời khuyên của cha mẹ Thánh Teresa để nuôi dạy con cái. Các giám mục Ấn Độ của tiểu bang Jharkhand phản ứng khi các tổ chức phi chính phủ Kitô giáo bị quấy rầy. Các giám mục ở miền đông thuộc tiểu bang Jharkhand của Ấn Độ đã gửi ra một bản ghi nhớ cho các thống đốc bang này, than phiền rằng tất cả các tổ chức phi chính phủ Kitô giáo đang bị quấy nhiễu và bắt hại theo sau vụ bê bối bán một em bé ở một trung tâm Kitô giáo. Hội đồng giám mục miền Jharkhand đã công bố bản ghi nhớ vào ngày 29 tháng 7 tại một cuộc họp báo. Các giám mục đã phản ứng lại việc quấy nhiễu và giám sát chặt chẽ mà các tổ chức và các hoạt động Kitô giáo đang phải đối diện dưới tay của nhà cầm quyền tiểu bang sau vụ bê bối bán một trẻ em vừa mới được biết đến tại một nhà chăm sóc các bà mẹ không chồng, được điều hành bởi các nữ tu dòng thừa sai bác ái ở Ranchi. Trước đó vào ngày 27 tháng 7, một phái đoàn các giám mục dẫn đầu bởi Đức Hồng Y Telesphore Topo, tổng giám mục về hưu của Ranchi, đã trao bản ghi nhớ cho thống đốc của bang Jharkhand là Draupadi Murmu. Các ngài than phiền rằng tất cả các hiệp hội Kitô giáo đều đang bị điều tra, rằng họ đã trở thành mục tiêu của sự phân biệt đối xử chỉ vì họ là người Kitô giáo. Các giám mục chỉ ra rằng tất cả các tổ chức phi chính phủ của Kitô giáo đều phải ghi danh theo luật quy định trợ giúp nước ngoài và phải nộp bản kiểm toán cho Bộ An ninh Nội chính Liên bang và phải khai thuế lợi tức thường kỳ để được xác minh bởi chính quyền liên bang với sự cho phép hoạt động, những chi tiết có thể tìm thấy trên trang mạng của chính phủ. Tuy nhiên, phòng điều tra tội phạm đang nhắm vào các tổ chức phi chính phủ Kitô giáo để tấn công bạo lực và thực hiện những vụ tố cáo bịa đặt. Các giám mục tuyên bố rằng một cuộc điều tra toàn diện tất cả các tổ chức phi chính phủ Kitô giáo chỉ vì họ là Kitô hữu là bất công, không công bằng, phi pháp và ngược lại công lý tự nhiên. Khẳng định rằng các Kitô hữu là một cộng đồng yêu chuộng hòa bình trong việc phục vụ con người, đất nước và những người nghèo, các giám mục ở Jharkhand kêu gọi vị thống đốc hãy giúp người Kitô thực hiện công việc của họ mà không bị quấy rầy. Sau đó, tại cuộc họp báo, giám mục tổng thư ký Theodore Mascarenhas của Hội đồng giám mục miền Jharkhand đã vạch ra rằng bằng cách kéo vào đội chống khủng bố, chính quyền liên bang có lẽ đang cố gắng cho thấy rằng các viên chức của các tổ chức Kitô giáo là những kẻ khủng bố. Ngài đặt câu hỏi rằng các tổ chức Kitô giáo không phải là cơ quan duy nhất nhận viện trợ theo luật quy định trợ giúp nước ngoài. Thế thì tại sao những tổ chức phi chính phủ khác lại được để yên? Từ khi thành lập tiểu bang Jharkhand vào năm 2000, đảng của những người Hindu theo chủ nghĩa dân tộc Bharatiya Janata đã nắm quyền 4 lần, trong đó có chính quyền hiện tại của Thủ tướng Raghava Das. Bán đấu giá chiếc xe cuối cùng trước khi làm giáo hoàng của Đức Gioan Phaolô đệ nhị. Nhật báo Le Figaro Pháp ngày 2 tháng 8 2018 loan tin công ty bán đấu giá Mỹ R.M. Sotheby's đưa ra bán chiếc xe riêng của Hồng Y Karol Wojtyla khi ngài còn làm tổng giám mục giáo phận Krakow, Ba Lan. Chiếc xe du lịch Ford Escort 1100 GL đời 1976 là chiếc xe được Đức Hồng Y Karol Wojtyla lái trước khi ngài làm giáo hoàng năm 1978. Từ đó, chiếc xe này được để trong nhà xe của Vatican trước khi đem bán đấu giá vào năm 1996 để lấy tiền giúp các công việc từ thiện. Các chủ nhân là người Mỹ.
Từ đó chiếc xe đổi chủ hai lần, người chủ đầu tiên giữ 9 năm, sau đó họ bán năm 2005. Người chủ sau đó là ông John O'Kin, người Texas. Ông giữ cho đến khi qua đời vì tai nạn năm 2009. Chiếc xe này là chiếc xe nổi bật trong bộ sưu tập xe của ông O'Kin. Hiện nay chiếc xe được định giá khoảng 128.000 đến 256.000 O'Kin. Dù sườn xe đã bị hư và xe không có radio vì Đức Gioan Phaolô đệ nhị không muốn có, buổi bán đấu giá bắt đầu từ ngày 30 tháng 8 đến ngày 2 tháng 9 2018. Tháng 5 vừa qua, Đức Francisco đã bán chiếc xe Lamborghini được trao tặng cho ngài để lấy tiền giúp các tín hữu Kitô ở Trung Đông. Chiếc xe bán được 715.000 O'Kin, giá thị trường của chiếc xe vào khoảng 300.000 O'Kin. Hội giúp giáo hội khốn khó, một hội từ thiện giúp các tín hữu Kitô bị bắt hại hay bị kỳ thị trên thế giới được hưởng 70% số tiền bán được. Ba cơ quan từ thiện khác được hưởng 10% mỗi cơ quan số tiền còn lại. Năm lời khuyên của cha mẹ Thánh Teresa để nuôi dạy con cái. Trẻ em cần sự chú ý của cha mẹ, ngay cả khi chúng chơi. Con của bạn không vâng lời, nó có năng khiếu bắt chước rất giỏi, nhất là các thói quen xấu. Bạn lo lắng vì tác phong của con mình. Bạn đừng lo, vì không phải chỉ một mình bạn lo. Hai vợ chồng Thánh Louis và Zélie, cha mẹ của Thánh Teresa Lisieux đã gặp khó khăn như bạn. Được phong thánh ngày 18 tháng 10 2015, hai ông bà thân sinh Thánh Teresa Lisieux đã có cùng tâm trạng với các bạn, dù bạn và họ sống cách nhau cả thế kỷ. Cả hai vừa làm việc vừa nuôi dạy con, cũng như chúng ta, họ cũng chạy theo đồng hồ, cũng có niềm vui và nỗi buồn. Bốn đứa con còn nhỏ, mẹ bị ung thư qua đời sớm, ông ở vậy nuôi con, rồi sau đó bị lẫn. Tóm lại, một gia đình bình thường như chúng ta. Nhưng điều làm cho hai ông bà trở nên thánh thiện, đó là đức tin và lòng tin tưởng của hai ông bà vào Chúa. Lòng tin này đã hướng dẫn hai ông bà và họ đã truyền đức tin này qua cho bốn cô con gái. Tình yêu của Chúa là nguồn sống và là mục đích của hai ông bà. Chính sống trong tình yêu này mà họ đã nuôi dạy các con để ngày qua ngày họ xây dựng bầu khí yêu thương và nhân lành trong gia đình. Sau đây là năm lời khuyên của ông bà Martin. Giao phó con mình cho Chúa từ khi chúng mới sinh. Bà Zélie thường có thói quen giao phó con mình cho Chúa từ khi chúng mới sinh. Bà có lời cầu nguyện như sau: Lạy Chúa, xin cho con ơn, xin cho đứa bé này thuộc về Chúa và không có gì làm ô uế tâm hồn của nó. Nếu hoa quả của lời cầu nguyện này không thấy được ngay, nhưng trong lòng bà Zélie muốn con mình trở nên thánh, bà hiểu và không chờ đợi. Từ khi con sinh ra, bà đã bắt đầu nuôi dạy con hướng về Chúa. Bà thổ lộ, khi chúng tôi có con, chúng tôi chỉ sống cho chúng, đó là hạnh phúc của chúng tôi. Với tôi, đó là một phần thưởng rất lớn, tôi muốn có nhiều con để nuôi dạy các con hướng về Chúa, miễn là tôi lên thiên đàng với chồng và tôi thấy các con được tốt lành là tôi hạnh phúc. Yêu thương chúng với một tình thương dồi dào. Chúng ta thường quên các con cần tình thương đến như thế nào. Ông Louis và bà Zélie yêu con cái với một tình yêu tràn đầy, và các con biết cha mẹ yêu mình. Céline, người con gái thứ năm của ông bà, đã vẽ chân dung cha mình trong quyển sách Các cha mẹ thánh thiện của tôi. Cha tôi luôn nghiêm khắc với chính mình, nhưng cha luôn yêu thương chúng tôi. Với chúng tôi, quả tim của ông đặc biệt dịu hiền. Ông chỉ sống cho chúng tôi. Không có tâm hồn người mẹ nào có thể bì kịp tâm hồn của ông. Ông Louis biểu lộ tình thương của mình bằng cách ông đặt cho các con mỗi đứa một tên riêng. Maria là kim cương, Pauline là hạt ngọc xinh, Céline là dũng cảm, Leonie là quả tim hiền và Teresa là nữ hoàng nhỏ. Teresa mô tả tình dịu dàng của cha mẹ mình như sau: Chúa nhân lành cho tôi được bao phủ bởi tình yêu. Các kỷ niệm đầu tiên của tôi in dấu của nụ cười và các vuốt ve dịu hiền nhất. Không bao giờ buông bỏ dù gặp khó khăn. Zélie khuyến khích em trai mình, em trai của bà lo lắng cho một trong các con của mình có uống nắng. Đừng lo khi em thấy bé Jean có tính khí như vậy. Jean lớn lên và sau này sẽ là một đứa bé xuất sắc.
rằng sẽ là nguồn an ủi của em. Chị nhớ lại, Pauline cũng khó khăn như vậy khi Pauline 2 tuổi, khó đến mức mà chị rất lo. Bây giờ Pauline là đứa ngoan nhất trong mấy đứa, nhưng chị phải nói với em, chị không làm hư Pauline, chị không bao giờ để cho Pauline muốn làm gì thì làm. Pauline không phải là em bé duy nhất mà ông bà Martin lo lắng. Teresa và chị là Leonie cũng làm cho ông bà lo nhiều. Tuy nhiên, hai ông bà không bao giờ buông tay, dù họ phải kiên nhẫn chờ lâu trước khi thấy thành quả các cố gắng của mình. Hãy là gương mẫu và đức bác ái. Các con của bạn thấm đậm từng cử chỉ của bạn, dù tốt hay xấu, hai ông bà Louis và Zelie làm hết sức mình để các cô con gái mình tôn trọng tha nhân. Zelie mô tả lòng kiên nhẫn của cha mình với người khác, dù những người này cư xử không tốt với ông. Một ngày nọ, tôi đi theo cha đến một trong các người thuê nhà để thu tiền nhà ở một con đường lớn ở Lisieux. Người đàn bà không trả tiền nhà, bà nhào tới mắng nhiếc cha tôi. Tôi hoảng sợ, nhưng cha tôi bình tĩnh. Ông không nói gì, ông cũng không bao giờ than phiền về người đàn bà này. Thánh Teresa sau này kể về cách cha mình sống theo tinh thần phúc âm. Điều tôi để ý nhất đó là cha tôi tiến bộ trên con đường trọn hảo theo gương thánh Francisco Sales. Ông làm chủ được sức sống tự nhiên của mình, đến mức ông có vẻ như có được bản chất dịu hiền nhất này. Những chuyện thế gian như khó chạm được đến ông. Ông vượt qua dễ dàng các nghịch cảnh của cuộc đời. Làm sao hy vọng con mình có lòng tốt và kiên nhẫn nếu mình không làm gương cho chúng? Chơi đùa với các con. Thời buổi bây giờ, chúng ta thường dễ dàng bỏ con mình trước màn hình và không khi nào chơi với chúng. Dù vậy, trẻ con cần sự chú ý của chúng ta, ngay cả trong lúc chơi. Celine kể làm thế nào mẹ của mình đã cùng chơi với các con. Mẹ rất vui khi chơi với chúng tôi, dù mẹ tôi phải kéo dài công việc của bà đến khuya, có khi còn hơn. Ông Louis cũng chơi với các con, ông làm đồ chơi cho con, ông bày ra các trò chơi, và nhất là ông thích cùng hát với con mình. Dòng sông em trôi về nẻo xa, dòng sông đẹp hiền hòa, uốn mình băng giữa bờ cát trắng. Có bãi dừa xanh, có mây trời thanh, có chim lượn quanh líu lo trên cành. Còn con đây đang lạc lối trong muôn ngàn đớn đau. Cuộc sống tràn muộn phiền như trời đêm thiếu vầng trăng xa. Biết đến tình ai giữa nơi bề dâu, cỗ đau ngàn muôn lấp che tâm. Lời Chúa trong Tin Mừng theo Thánh Marco chương 9 câu 2 đến câu 10. Khi ấy, Chúa Giêsu đưa Phêrô, Giacôbê và Gioan đi riêng với người lên núi cao, và người biến hình trước mặt các ông, và áo người trở nên chói lọi trắng tinh như tuyết, không thợ giặt nào trên trần gian có thể giặt trắng đến thế. Rồi Elia cùng Môsê hiện ra và đàm đạo với Chúa Giêsu. Bấy giờ Phêrô lên tiếng thưa Chúa Giêsu rằng: Lạy Thầy, chúng con được ở đây thì tốt lắm. Chúng con xin làm ba lều, một cho Thầy, một cho Môsê và một cho Elia. Phêrô không rõ mình nói gì, vì các ông đều hoảng sợ. Lúc đó một đám mây bao phủ các ngài, và từ đám mây có tiếng phán rằng: Đây là con ta yêu dấu, các ngươi hãy nghe lời người.
bỗng nhìn chung quanh, các ông không còn thấy ai khác, chỉ còn một mình Chúa Giêsu với các ông. Và trong lúc từ trên núi đi xuống, Chúa Giêsu đã ra lệnh cho các ông đừng thuật lại cho ai những điều vừa xem thấy, trước khi con người từ cõi chết sống lại. Các ông tuân lời căn dặn đó, nhưng vẫn tự hỏi nhau, từ cõi chết sống lại nghĩa là gì? Quý vị và các bạn thân mến, trong thời Cựu Ước, Thiên Chúa hiện ra với dân người trong đám mây, ngoài sa mạc, nơi bụi cây. Thiên Chúa hiện ra với Môsê và Elia trong đám mây, thì Chúa Giêsu cũng biến hình trong đám mây trước mặt các tông đồ trên đỉnh núi. Thời đó, đám mây được coi là biểu hiệu của việc Chúa hiện diện. Chúa Giêsu nhận thức rằng cuộc khổ hình mà người sắp phải chịu sẽ để lại một kinh nghiệm đau thương cho các tông đồ, nhất là cho Phêrô, Giacôbê và Gioan, là những người sẽ chứng kiến cảnh khổ nạn của người trong vườn cây dầu. Vì thế, người đem ba tông đồ liên hệ lên núi, biến hình trước mắt các ông, cho các ông thấy cảnh vinh quang của nước Chúa, để củng cố đức tin và đức cậy của các ông trong viễn tượng cuộc khổ hình thập giá. Vậy thì tại sao trong cảnh biến hình lại có sự hiện diện của Môsê và Elia? Theo truyền thuyết cho Thái giáo, thì Môsê được coi là tác giả thu thập và kết hợp của sách Ngũ Kinh, tượng trưng cho giới luật. Còn Elia là một đại ngôn sứ trong Cựu Ước, tượng trưng cho các ngôn sứ. Cũng theo truyền thuyết cho Thái thời bấy giờ, thì Môsê và Elia sẽ trở lại vào cuối thời. Như vậy, sự hiện diện của hai vị này có mục đích chỉ cho bộ ba tông đồ thấy rằng đạo Kitô giáo mà Chúa Giêsu sẽ thiết lập sau này sẽ không tách biệt khỏi những gì đã được ghi chép trong Thánh Kinh Cựu Ước, hầu để các ông vững tâm tiến bước theo thầy mình mà khỏi bị hoang mang nao núng. Tương tự như cảnh biến hình, ngôn sứ Daniel trong một thị kiến cũng nhìn thấy một cảnh tương tự, cũng dùng từ ngữ con người, như Chúa Giêsu dùng trong cảnh biến hình. Từ ngữ con người mà ngôn sứ Daniel dùng có nghĩa là một nhân vật siêu phàm nào đó. Trong phúc âm, Chúa Giêsu dành cho mình tước hiệu con người, ám chỉ thiên tính cách siêu việt và cũng nhấn mạnh đến nhân tính của người. Còn đấng lão thành mà ngôn sứ Daniel nói tới, ám chỉ về đấng phán ra lời, đây là con ta yêu dấu, nghĩa là Thiên Chúa Cha trong cảnh biến hình. Như vậy ta thấy, trong một trường hợp nữa, có sự liên hệ giữa Cựu Ước và Tân Ước. Nói cách khác, Tân Ước là sự hoàn thành của Cựu Ước. Chúa Giêsu cho ba tông đồ chủ chốt là Phêrô, Giacôbê và Gioan được thấy cảnh biến hình để các ông có thể giữ vững đức tin của chính các ông sau ngày thứ sáu chịu nạn, và giúp giữ vững đức tin cho các bạn đồng chí hướng. Vậy và trong dinh thượng tế, vì khiếp sợ, ông Phêrô đã chối thầy mình ba lần. Phúc thay cho ông Phêrô, khi nghe tiếng gà gáy, ông liền nhớ lại lời Chúa tiên báo, khiến ông òa lên khóc. Nước mắt ông tuôn trào ra, như là ông hối hận nói với thầy mình, sao con có thể chối thầy khi con xin dựng ba lều ở trên núi để chiêm ngưỡng cảnh vinh quang của thầy mà. Rồi con còn tố cường chém đứt tay tên đầy tớ của vị thượng tế để bảo vệ thầy, mà sao giờ này con lại hèn nhát đến thế. Như vậy, những thực tại của cảnh biến hình, đám mây, áo trắng hơn tuyết, sự hiện diện của ông Môi-se và ông Elia, tiếng phán từ đám mây, có mục đích giúp các tông đồ nhận thức rằng cảnh khổ hình và thập giá của thầy mình không phải là một thất bại, nhưng chỉ là một sự biến đổi qua thánh giá tới phục sinh. Sau cảnh biến hình, Chúa Giêsu căn dặn các tông đồ không được nói cho ai biết về chuyện này cho tới khi con người sống lại từ cõi chết. Và các ông đã tuân giữ lời Chúa. Sau khi Chúa Giêsu từ cõi chết sống lại,
thì Thánh Phêrô mới thuật lại cảnh biến hình trong thư gửi giáo đoàn và nhắc lại tiếng phán từ trời: đây là con yêu dấu của ta, ta hết lòng quý mến. Đó là tiếng Thiên Chúa Cha phán mà Thánh sử Marco đã thuật lại trong phúc âm hôm nay: đây là con ta yêu dấu, hãy vâng nghe lời người. Trong thánh lễ ngày Chúa biến hình, giáo hội muốn dạy người tín hữu hai chân lý. Thứ nhất là Chúa Giêsu có hai bản tính, một bản tính Thiên Chúa và một bản tính loài người. Thứ hai là loài người có ngày sẽ được thông phần vào vinh quang của nước Chúa. Thật là một điều vinh dự và an ủi khi người tín hữu mang trong mình thân xác yếu đuối, bệnh tật và rồi sẽ chết, lại có thể được chung hưởng vinh quang phục sinh trên nước trời. Thánh Phêrô trong lúc xuất thần có xin thầy mình để được ở lại trên núi hậu được tiếp tục chiêm ngưỡng cảnh vinh quang của nước Chúa, cho tâm hồn được chìm đắm trong thiên cảnh tuyệt vời. Ông chưa nhận thức được rằng ông còn phải xuống núi để làm chứng cho đức tin vào Chúa, để chịu đau khổ và vác thánh giá trước khi được vào vinh quang. Và đó là đường lối của đạo Chúa, qua đau khổ thánh giá mới tới vinh quang phục sinh. Là môn đệ Chúa, sao ta có thể đi theo con đường khác ngoài con đường Chúa đã đi? Lạy Chúa Giêsu, cũng như Chúa đã biến hình cho các tông đồ được thấy vinh quang của nước Chúa, xin ban cho con cảm nghiệm được sự hiện diện của Chúa ở đời này, để con vững tâm theo Chúa và được thấy vinh quang nước Chúa đời sau. Xin Chúa là niềm hy vọng và là sự trông cậy của con. Amen. Tình yêu Chúa tươi đẹp hơn muôn muôn ngàn đóa hoa. Tình yêu thật dịu dàng, tựa vầng trăng giữa trời đêm tối. Chúa rất dịu con tim trong tình yêu, chứa chan hồng ân thiên tha thiên. Con vẫn đây luôn lần bước đi trong miền tối tăm, chợt thấy hồn muộn phiền, ôi tình yêu đã xa vời trống vắng. Có thấy mùi ấm ở nơi trần gian, chỉ là phù vân thoáng qua trong đời. Tình yêu Cha hãy đưa con thoát qua buồn đau, dẫn đưa con đến nơi đầy hoa, bao thông reo chim hót nhận nhớ vui điệu ca. Tình yêu Cha đưa bước con vào chốn thần tiên, đưa bước con về đỉnh bình yên, nơi đó không còn những ưu phiền. Chuyên mục Quà tặng cuộc sống, Mai Thiên mời quý vị cùng theo dõi. Bạn bè và người quen. Trong cuộc sống, bạn có thể gặp gỡ nhiều người, biết tên của họ và nhận ra những người này giống bạn một vài điểm, cũng như cảm thấy thoải mái khi ở bên cạnh họ. Tuy nhiên, họ chỉ là những người bạn quen biết. Bạn có thể mời những người này đến nhà và chia sẻ một số thứ. Nhưng đó không phải là người mà bạn sẽ chia cuộc sống của mình. Đôi khi, bạn cũng chẳng thể hiểu nổi những hành động của họ, vì bạn không hiểu hết họ đầy đủ.
một người bạn đúng nghĩa thì khác hẳn. Họ chính là người bạn yêu thương. Không nhất thiết phải hiểu theo nghĩa tình yêu nam nữ. Nhưng bạn luôn quan tâm, và mỗi khi không ở bên cạnh nhau, bạn luôn nghĩ đến họ. Bạn bè là người mà bất cứ điều gì liên quan đến người ấy cũng đều nhắc bạn nhớ đến họ. Không chỉ hình ảnh của họ được bạn lưu giữ, mà tính cách của họ cũng khắc ghi trong tâm trí của bạn. Bạn bè là người khiến bạn cảm thấy yên tâm khi ở bên cạnh, bởi lẽ bạn biết chắc họ sẽ quan tâm đến bạn. Người ấy sẽ gọi điện cho bạn mà chẳng cần viện lý do này nọ. Đơn giản chỉ vì họ muốn biết cuộc sống hiện tại của bạn như thế nào. Người ấy luôn nói thật với bạn trước, rồi bạn cũng sẽ làm y như thế. Bạn biết rằng, mỗi khi gặp khó khăn, họ luôn ở bên cạnh để lắng nghe. Bạn bè sẽ không cười nhạo hay làm bạn tổn thương, và nếu có lỡ khiến bạn đau lòng, họ sẽ cố hết sức để bù đắp. Người ấy chiếm giữ một phần trong tim bạn, cho dù bạn có nhận biết được điều đó hay không. Bạn bè là người cùng khóc với bạn khi bạn thi trượt đại học hay tại buổi lễ tốt nghiệp. Mỗi khi ôm lấy người ấy, bạn không hề nghĩ rằng mình sẽ giữ họ trong bao lâu và ai sẽ là người đầu tiên buông tay ra. Trong ngày cưới của bạn, có thể họ sẽ sắm vai anh chàng phù rể hoặc là cô phù dâu. Không chừng, đó lại là người bạn cưới. Có lẽ, họ sẽ bật khóc bởi quá đỗi vui mừng hay tự hào về bạn. Họ là người can ngăn bạn mắc sai lầm, hoặc sẽ giúp bạn khi bạn phạm lỗi. Họ là người bạn nắm tay, ôm chầm, hoặc hôn họ mà không hề cảm thấy sượng sùng, vì họ hiểu những gì bạn làm, và họ yêu thương bạn bởi những điều đó. Bạn bè luôn gắn bó và ủng hộ bạn. Họ nắm tay bạn để tiếp thêm sức mạnh và lòng tin. Họ dõi theo từng bước của bạn trên đường đời. Ngược lại, bạn cũng dõi theo cuộc sống của họ và học hỏi từ đó. Cuộc sống của bạn sẽ không còn như cũ nữa nếu không có người ấy. Ngôi nhà có 1000 chiếc gương. Ngày xưa, tại một ngôi làng nhỏ xa xôi, có một nơi mà người ta gọi là ngôi nhà có 1000 chiếc gương. Có một chú chó nhỏ yêu đời nghe nói về nơi này nên quyết định đến thăm. Khi đến nơi, chú ta hăm hở phóng nhanh lên các bậc thang dẫn đến cửa của căn nhà với tâm trạng vui vẻ. Chú đưa mắt nhìn qua cửa, đôi tai vểnh cao và đuôi vẫy ra dáng mừng rỡ. Thật ngạc nhiên, chú phát hiện ra có 1000 chú chó nhỏ vui vẻ khác đang nhìn chú và cũng đang vẫy đuôi hớn hở y như chú. Chú nở một nụ cười thật tươi tắn và lạ chưa, chú được đáp lại ngay cũng với 1000 nụ cười rạng rỡ như thế. Khi rời khỏi ngôi nhà, chú chó vui vẻ tự nhủ, nơi này thật kỳ diệu, mình sẽ đến đây thường xuyên. Trong làng có một chú chó nhỏ khác cũng quyết định đến thăm ngôi nhà. Chú chó này không có được tính khí vui vẻ như chú chó đầu tiên. Khi đến ngôi nhà, chú ta chậm rãi leo lên từng bậc thang rồi cúi đầu lom khom nhìn qua cửa. Chú cũng thấy bên trong là 1000 chú chó khác, nhưng sao chúng trông chẳng thân thiện chút nào. Con nào con nấy cũng nhìn vào chú chằm chằm. Chú liền phản ứng bằng cách cất tiếng gầm gừ với đám chó ấy. Và rồi lại khiếp sợ khi thấy 1000 con chó kia gầm gừ đáp trả, gần như là tức thời. Không chần chừ, chú chó cụp đuôi bỏ đi ngay và tự nhủ, nơi này thật ghê rợn, mình sẽ chẳng bao giờ đến đây nữa. Trong cuộc sống, mọi khuôn mặt xung quanh bạn là những chiếc gương phản chiếu của chính bạn. Vậy bạn đã nhìn thấy gì trên gương mặt người đối diện với bạn nào? Hai người cùng nhìn bầu trời buổi tối qua những chán sông. Một người chỉ thấy toàn một màu đen, còn người kia thì thấy những gì sao nhấp nháy. Frederick Landrich.
mời quý vị cùng Mai Thiên theo dõi chuyên mục Lắng Động Trong Ngày. Chúa đã nâng thầm từng ngày trong con với những vui buồn cuộc đời nhân gian, bước con lầm than tình Chúa vẫn dâng tràn. Tình yêu của Chúa vi như khung trời xanh, ngày đêm lặng lẽ vẫn chờ che mọi lúc, bước con an bình đời thắm tươi đẹp tình. Chúa cùng con với tâm lòng sống, sống cho đời con chan chứa khôn vơi tình thương Chúa sang đời. Tình con dân Chúa quyết tâm từ đây bên yêu nồng say, dân thân dâng say trọn cả cuộc đời này. Chúa vẫn âm thầm lặng nhìn con đi, ánh mắt nhân từ dịu dàng yêu thương, bước đi ngàn phương cùng với con trên đường. Tình yêu của Chúa thắp tỏ cho đời con, làm nên cuộc sống sáng ngời trong tình mến, mãi luôn vững bền tình Chúa ôi ngọt mềm. Vào tháng 6 năm 1985, những người theo dõi truyền hình bên Tây Phương vẫn còn nhớ mãi hình ảnh chiếc máy bay đang đậu ở phi trường, với viên phi công trong buồng lái có ra ngoài nói chuyện với một số phóng viên, trong khi có một người đứng bên cạnh cầm súng chí sát vào đầu viên phi công. Đó là hình ảnh của viên phi công John Chester trên chiếc máy bay của hãng hàng không TIA bị không tặc uy hiếp trên đường bay từ thủ đô Hên của Hy Lạp về La Mã. Trong suốt 17 ngày, không tặc đã dùng lựu đạn và súng uy hiếp viên phi công, buộc ông phải bay từ bút qua Anger, rồi bay về bút cả thảy 4 lần. Họ cũng đã bắn chết một hành khách, đánh đập một số hành khách khác. Cuối cùng, họ đã để cho 39 con tin trên chiếc máy bay được đem đến một căn nhà ở bút, rồi được trở về Dwarf trước khi được trả tự do. Mặc dù không phải là con tin trên chiếc máy bay đó, nhiều người cũng thấy căng thẳng hồi hộp chỉ vì theo dõi tin tức trên truyền hình hay truyền thanh. Mới đây, viên phi công John Testray có thuật lại kinh nghiệm hy hữu của mình. Anh nói như sau: lúc đó, tôi biết chắc chắn là có Chúa ở với tôi, nên tôi không những không sợ hãi mà còn tràn ngập bình an và tin tưởng nữa là khác. Anh cũng nói thêm rằng anh đã theo đạo từ năm 25 tuổi, nhưng lúc bấy giờ anh chưa thật sự thức tỉnh, bắt đầu đọc Kinh Thánh và cầu nguyện một cách đều đặn. Nhờ có Kinh Thánh mang trong mình, cho nên trong suốt 17 ngày bị uy hiếp, anh vẫn không tỏ ra nao núng vì tin chắc có Chúa đang phù trợ anh. Cũng cách đây vài năm, anh phi công này đã xin thôi không làm việc cho hãng hàng không TWA để tập trung vào công việc từ thiện và để lái máy bay đưa các nhà truyền giáo đến các vùng xa xôi hẻo lánh. Đi đến đâu, anh cũng thuật lại việc Chúa đã giải cứu anh, nhất là việc Ngài đã ban cho anh bình an, sự tin tưởng khi phải chạm trán với tử thần. Quý vị và các bạn thân mến, ai trong chúng ta có lẽ cũng hơn một lần chạm trán với tử thần hay kinh qua những giờ phút đen tối trong cuộc sống. Những người không có niềm tin thường sợ hãi, bối rối vì không biết những gì đang chờ đợi mình bên kia cuộc sống. Những người có niềm tin hẳn không là những con người không biết sợ hãi,
nhưng họ tin rằng bên cạnh họ luôn có đấng che chở phù trợ họ. Chúng ta có thái độ nào khi đứng trước những giờ phút nguy hiểm, những thử thách trong cuộc sống hay là trong những giờ phút lâm chung? Chúng ta có tin tưởng rằng có đấng luôn ở bên cạnh chúng ta để gìn giữ, chở che, phù trợ chúng ta không? Với niềm tin vững vàng vào tình yêu của Thiên Chúa luôn có mặt bên cạnh cuộc đời, chắc chắn chúng ta sẽ có một thái độ lạc quan hơn trước cuộc sống. Chúng ta sẽ đối đầu với những khó khăn và thử thách với một tâm thế bình thản và vui tươi. Tình yêu của Chúa biết như khung trời xanh, ngày đêm lặng lẽ vẫn chờ che mọi lúc. Radio Tin Mừng xin tạm dừng tại đây. Mọi thắc mắc và ý kiến đóng góp vui lòng gửi về địa chỉ email radiotinmung@gmail.com. Mai Hiên thân ái tạm biệt. Kính chúc quý khán giả luôn được tràn đầy ơn sủng của Chúa. Chan chứa khôn vơi tình thương Chúa sang người, tình con dâng Chúa quyết tâm từ đây, mến yêu nồng say dân thân dừng xây trọn cả cuộc đời.